Bayer viên uống hỗ trợ chất lượng tinh trùng cho nam giới MENEVIT 30 viên, các nghiên cứu đã cho thấy rằng trong cuộc sống hiện đại, sức khỏe nam giới bị sụt giảm vì ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường và sự căng thẳng trong công việc. Do đó chất lượng tinh trùng cũng bị giảm sút nghiêm trọng, sản phẩm viên uống hỗ trợ chất lượng tinh trùng cho nam giới giúp họ có thể bổ sung khoáng chất cần thiết cho cơ thể, góp phần cải thiện sức khỏe của họ và nâng cao chất lượng tinh thần để chuẩn bị sẵn sàng cho việc sinh con. Công dụng chính của viên uống hỗ trợ chất lượng tinh trùng cho nam giới MENEVIT tăng nồng độ tập trung tinh trùng. Cải thiện khả năng vận động của tinh trùng, cải thiện sự hợp nhất của tinh trùng trứng. Phát triển tinh trùng bình thường, bảo vệ chống lại thiệt hại DNA, đối tượng sử dụng sản phẩm. Menevit thích hợp cho tất cả người đàn ông trong các cặp vợ chồng có kế hoạch mang thai và quan tâm trong việc hỗ trợ tăng sức khỏe và chất lượng của tinh trùng nhằm giúp quá trình thụ thai đạt hiệu quả cao nhất. Giới thiệu về thương hiệu Bayer, Bayer là thương hiệu đứng đầu về thực phẩm chức năng và các dòng dược phẩm chăm sóc sức khỏe ra đời năm 1888 tại Mỹ. Thương hiệu này đứng thứ ba trên toàn thế giới về lĩnh vực bổ sung các chất dinh dưỡng. Với nhiều sản phẩm đa dạng đáp ứng nhiều đối tượng, hiện tại, Bayer là một thương hiệu con thuộc tập đoàn Bayer đặt tại Đức và sản phẩm của thương hiệu này hiện có mặt trên thị trường thế giới như Pháp, Canada, Tây Ban Nha, Nhật Bản.